ban biên tập chúng tôi rất vui xin được chào đón quý bà con và quý vị khán thính giả đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất trên kênh giá lúa gạo ngày nay. Các bạn mới đến với kênh hãy ủng hộ ban biên tập một like, một đăng ký để không bỏ lỡ giá lúa gạo mỗi lần kênh phát sóng. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, thành công và đạt được mọi điều mong muốn. Dù Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu gạo nằm trong top 3 về sản lượng, nhưng tên tuổi hay sự nhận diện thương hiệu gạo Việt vẫn còn khá mờ nhạt. 80% sản lượng nông sản xuất khẩu chưa xây dựng được thương hiệu, chưa có logo, nhãn mát riêng và chưa tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nhiều sản phẩm được xuất khẩu và bán ở thị trường nước ngoài dưới thương hiệu không phải của doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, xây dựng thương hiệu nông sản để đẩy mạnh xuất khẩu đòi hỏi tầm nhìn chiến lược và những giải pháp căn cơ trong giai đoạn tới. Xác định xây dựng thương hiệu cho nông sản có vai trò rất lớn, lớn trong việc gia tăng giá trị và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cộng đồng của sản phẩm truyền thống, sản phẩm bản địa góp phần nâng cao vị thế và giá trị nông sản của Việt Nam trên thị trường thế giới. Canada là nước nhập khẩu gạo phục vụ khoảng 7 triệu người gốc châu Á. Việt Nam là một trong 10 nước xuất khẩu gạo quan trọng vào Canada, sau Hoa Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan. Tuy nhiên, chỉ có thị phần rất nhỏ bé 1,6%. Tại các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, gạo thành phẩm IR504 13.800 đến 13.900 đồng một ký

Gạo trẻ thường 15.000 đến 16.000 đồng một ký. Gạo trắng thông dụng 16.000 đồng một ký. Gạo thơm thái dài 19.000 đến 20.000 đồng một ký. Gạo hương lài 20.000 đồng một ký. Gạo sóc thường 18.000 đến 19.000 đồng một ký. Gạo sóc thái 18.500 đồng một ký. Gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng một ký và gạo Nhật với mức giá 22.000 đồng một ký. Thị trường gạo các nhà máy khu vực An Giang, gạo nguyên liệu xô tại nền IR50404 11.300 đến 11.400 đồng một ký Kẹo nguyên liệu xô OM380 11.300 đến 11.350 đồng một ký Kẹo nguyên liệu xô OM5451 Việt 11.500 đến 11.600 đồng một ký Kẹo nguyên liệu xô OM18 và đài thêm 8 12.000 đến 12.100 đồng một ký Thị trường gạo nguyên liệu gạo xô cập nhật tại An Cư Gạo nguyên liệu xô IR50404 11.700 đến 11.800 đồng một ký. Gạo nguyên liệu xô OM5451 12.200 đến 12.400 đồng một ký. Gạo đẹp. Gạo nguyên liệu xô OM18 và đài thơm 8 12.600 đến 12.700 đồng một ký. Gạo chất lượng trung bình đến khá. Gạo nguyên liệu xô OM18 và đài thơm 8 12.700 đến 12.800 đồng một ký. Đối với gạo đẹp, hàng đồng ven biển. Gạo nguyên liệu xô ST21 14.500 đến 14.600 đồng một ký. Gạo nguyên liệu xô ST24, ST25 15.800 đến 16.000 đồng một ký. Gạo nguyên liệu xô chavonica 12.200 đến 12.300 đồng một ký. Đối với thị trường gạo tại khu vực Thốt Nốt, Cần Thơ, gạo nguyên liệu xô IR50404 13.600 đồng một ký. Gạo nguyên liệu xô OM5451 13.800 đến 13.950 đồng một ký. Gạo nguyên liệu xô OM18 14.000 đến 14.150 đồng một ký. Gạo nguyên liệu xô OM18 14.200 đến 14.400 đồng một ký đối với gạo đẹp. Gạo nguyên liệu xô Chaponica 13.000 đến 13.600 đồng một ký, hàng hơi vàng, bạc bụng. Gạo nguyên liệu xô Chaponica 13.700 đến 13.900 đồng một ký đối với hàng đẹp. Thị trường gạo kênh gạo chợ Sadet gạo nguyên liệu xô ST21 13.200 đến 13.500 đồng một ký gạo nguyên liệu xô ST24 ST25 14.200 đến 14.500 đồng một ký gạo nguyên liệu xô Chaponica, 11.900 đến 12.000 đồng một ký tấm IR50404 10.800 đến 10.900 đồng một ký hàng đẹp Kim Giang Bạc Liêu Cà Mau OM18 đài thơm 8 8.300 đến 8.700 đồng

ST21, ST24, ST25 9.600 đến 9.900 đồng, cửu long 7.500 đồng, ML202 7.800 đến 8.000 đồng, nếp tươi 7.700 đến 8.100 đồng, Sóc Trăng, trà vinh hậu giang om 380 7.300 đến 7.600 đồng, IR50404 7.200 đến 7.400 đồng, ST24, ST25 9.700 đến 10.500 đồng, om 5451 7 đến 8.100 đồng.

Tây Ninh ôi 18, Đài Thơm 8, 8.000 đến 8.300 đồng. Nét tươi 7.700 đến 8.000 đồng. IR 50404, 7.200 đến 7.400 đồng. Ôi 5451 7.500 đến 7.800 đồng. Nét tươi 3 tháng rưỡi, 7.700 đến 7.900 đồng. Ôi 34 7.200 đến 7.500 đồng. Nàng hoa 7.600 đến 7.800 đồng. Lúa nhật 7.700 đến 7.900 đồng. om 380 7.200 đến 7.500 đồng. RVT 7.800 đến 8.000 đồng, ST21, ST24, ST25 9.300 đến 9.600 đồng, Cửu Long 7.400 đồng, OM1352 8.200 đồng và OM4900 8.000 đồng. Xin cảm ơn quý bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi và cùng chúng tôi lắng nghe chi tiết bản giá lúa gạo. Xin chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại